Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đó là Cuồng Vương Na Hầu, là ông ta phá tự tin của Vô Thượng Tổ Sư để ta có cơ hội thức tỉnh. Tiếc là cuối cùng ông ta đã chiến tử. Tiểu Vũ, tại sao ông ta lại không sống lại như những người khác? Là bản thân ông ta từ chối, muội cũng hết cách. Cuồng Vương truy cầu là khiêu chiến. Đối thủ tốt nhất không gì hơn là Cửu Tháp Quỷ, tiên tổ của bán tộc Atuna. Ông ta đã thành một thành viên của thuyền đắm. Ở đây khiêu chiến vô hạn, có vô hạn cơ hội để mạnh hơn. Ông ta bây giờ là một trong Cửu Thập Cửu Quỷ hay sao? Không, phải gọi là Nhất Bách Quỷ mới đúng. Tô Ma, xem ra con đã tiến bộ rồi. Phụ Vương, sao con đứng đó? Con không phải là có lời cần nói hay sao? Nói bằng ngôn ngữ của Atuna đi nào. Có, con có lời cần nói. Phụ Vương, bây giờ con đến đây, mong chỉ giáo. Đoạn đầu thối. Đã lâu chưa giao thủ với cha. Cha mạnh hơn ta nghĩ nhiều. Ma quyền của con năng lực tránh né khá lắm, nhưng tấn công vẫn chưa đủ sắc bén. Thời cơ bộc phát đấu hồn là mấu chốt. Thời cơ đấy, thời cơ của đấu hồn. Nghĩ lại nào, đạo công thủ của ta. Hiểu rồi, Phụ Vương. Con phải bộc phát đấu hồn đúng thời cơ mới phát huy ra được sức mạnh tấn công mạnh hơn. Kỹ thuật cao thâm này đòi hỏi ở trong và ngoài phải đầy đủ, phải kiểm soát cho tốt. Phụ Vương, người cho rằng con có làm được hay không? Phụ Vương đâu? Hai cha con này đúng là kỳ lạ, khó có dịp gặp lại, vừa gặp là đánh nhau. Huynh không biết đâu, đây là ngôn ngữ của Atuna. Đánh nhau càng mạnh thì càng yêu thương nhau. Ơi, nói chuyện đàng hoàng không được hay sao? Khi nào vậy? Cũng có. Lúc đó không ai thấy, chỉ có muội biết. Cuồng Vương nói nhẹ nhàng một câu. Đánh hay lắm Tô Ma. Ơi, thật sao? Tô Ma biết chắc sẽ vui lắm. Đã không cần nữa, có một số việc nói ra sẽ trở thành dư thừa. Hai cha con bây giờ liên kết lại tốt hơn rất nhiều. Cuồng Vương có rời khỏi di tích Thụ Hải không? Ơi, ta nói với thân phận của Bách Quỷ, các đồng đạo thức tỉnh khó có được cơ hội ở lại bên nhau. Chúng ta đang trải qua thời gian khắc khổ khổ. Chúng ta đang trải qua thời khắc khổ nạn. Tổ sư đã chết, hàng ngàn hàng vạn đồng đạo đã bị bắt đi và xử tử. Chúng ta chỉ còn cách vận hành bằng hình thức ngầm bí mật. Nhưng ta tin điều này chỉ là tạm thời. Chúng ta càng bị áp bức, chúng ta sẽ càng mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, vẫn đoàn kết, đạo thức tỉnh cuối cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta phải tiếp tục lý tưởng của tổ sư. Đúng vậy, văn hóa thức tỉnh là một loại tinh thần sẽ không biến mất. Mọi người phải để nó truyền qua các đời, mãi không bỏ cuộc, văn hóa thức tỉnh bất tử. Canh lần này xem ra tuyệt đấy, cảm ơn. Ôi,
không chịu nổi bọn ngu này. Đọc vài câu khẩu hiệu là vừa khóc vừa quỳ, không dễ gì mới nhịn được cười. Tin vào văn hóa thức tỉnh, đầu óc chắc chắn là có vấn đề. Cũng nhờ đám thiểu năng đó, chúng ta mới có canh để uống. Cơ thể của chúng ta tạo thành bằng bùn đất, phải bổ sung máu định kỳ mới tiếp tục hoạt động được. Uống nhân nước còn nóng, sau khi tổ sư chết, chúng ta có được tự do, không cần phải suốt ngày nói những thứ mà bản thân không tin. Nhưng vì những ngày sau này, tiếp tục quản lý người thức tỉnh, để chúng trở thành nguồn máu tươi ổn định, là cách làm ổn thỏa nhất. Liệp huyết ca ca xử lý rất tốt. Vô Nhan yên tâm, những ngày sau này sẽ sống rất tốt, ta sẽ chăm sóc tốt cho muội. Ca ca nói, muội rất là vui, nhưng canh chỉ có một bát, thiếu đi một người thì sẽ tốt hơn đúng không? Liệp huyết ca ca đừng trách ta, vì cuộc sống hạnh phúc tự do của muội sau này. Huynh biến mất thì muội sẽ yên tâm hơn, dù sao thì chúng ta đâu ai thật sự tin tưởng lẫn nhau, đúng chứ? Sau này tín đồ cống hiến để một mình muội chủ trì là được. Sao thế, ai chém tay chân ta? Vô Nhan, muội phụ ta rất không vui. Liệp huyết ca ca, bây giờ đến nước này, để muội thấy mặt thật của ta. Lấy mặt của người khác là chuyện thường tình, ta rất hiểu, và như thế thì chúng ta mới thấy thoải mái hơn. Vô Nhan uống đi, coi chừng canh nóng. Dù chỉ còn một lớp da mặt, cũng cần phải bổ huyết. Ta bị mọi người vứt bỏ, nhưng ta vẫn sống kiên cường. Đến thế giới này, ta không cam tâm ra đi như vậy. Quái vật ở đây. Không, ta không hại người. Bọn người đừng qua đây. Đánh chết nó. Tại sao chết đi lại rơi xuống đây? Vô thượng tổ sư, con ngoài hình dáng xấu xí ra không làm hại ai cả. Các câu hỏi ta hỏi, cả tổ sư cũng không thể nào trả lời được. Có vẻ vì rắc rối mà đắc tội. Ông ta cho rằng có lẽ là vì hỗn loạn và sai lầm mà làm ta rơi xuống đời. Ông ta thấy ta không đáng, và ta vì thế mà được xem trọng. Ông ta chia sẻ cho ta nhiều niệm để ta trở thành đại đệ tử. Vì tiện sự bên cạnh tổ sư, ta ẩn giấu bản thân, dùng bộ mặt bình thường để gặp người khác. Tô Nhan, ta có làm muội sợ. Ta bây giờ nói thật với muội. Không đâu, Liệp huyết ca ca, hãy bỏ qua cho muội. Ta dĩ nhiên sẽ bỏ qua cho muội, đã nói rất rõ. Ta sẽ chăm sóc cho muội cho đến mãi mãi. Đợi một lát, để mẹ ăn no trước. Ây ca ca, muội biết sai rồi. Không gì chứ, đã nói không sao rồi mà. Canh này ngon lắm đấy, có nhiều xương ở trong canh và một số hương liệu. Mọi người ăn thêm chút đi. Đều đến đông đủ rồi chứ?